Hai mọi người, lại là Ngọc. Có rất là nhiều điện thoại được ra mắt đúng không mọi người? Và đầu năm nay thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại mới sẽ được ra mắt nữa, đó chính là chiếc Poco X2. Và chiếc điện thoại này thì Ngọc thấy là các em cũng quan tâm đến nó cũng khá là nhiều. Và ngày hôm nay thì Ngọc sẽ giới thiệu cho mọi người 5 điểm đáng chú ý có trên chiếc điện thoại Poco X2. Và cùng Ngọc vào trong video ngày hôm nay nha. Ok. Quảng cáo một chút thì hiện tại Bạch Long Mobile đang có chương trình đặt cọc siêu phẩm Galaxy S mới. Nếu chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể là ghé qua trang web và chúng ta sẽ thời gian đặt từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2. Chúng ta hãy nhanh chân nha, với những cái phần quà vô cùng sành điệu như là phần quà bí mật của Bạch Long Mobile với giá trị vô cùng lớn. Hoặc là chúng ta có thể là hưởng những cái tiện ích như là phòng chờ thương gia này, sử dụng phòng chờ phương gia, hoặc là tai nghe không dây thế hệ mới và trả góp 0% lãi suất độc quyền tại Bạch Long Mobile. Và điểm nổi bật đầu tiên có trên chiếc điện thoại Poco X2 đó chính là về phần màn hình. Thì màn hình của chúng ta sẽ có cái tần số quét lên đến 120Hz. Đây là có thể là gọi là một cái màn hình xu hướng. Và Ngọc nghĩ là có rất là nhiều cái chiếc điện thoại được dự định trong năm 2019 là chúng ta sẽ được trang bị màn hình 120Hz. Và chiếc điện thoại Poco X2 hay còn được gọi là chiếc điện thoại Redmi K30 4G. Đây là một phiên bản khác của Redmi K30 4G nha mọi người nha. Và chiếc điện thoại nó sẽ được thay đổi tên mà thôi, còn lại tất cả các thông số thì nó vẫn sẽ được giữ nguyên đối với lại cái Redmi K30 4G. Thì với cái màn hình có cái tần số quét là 120Hz này thì chúng ta sẽ được những cái tốc độ sử dụng khung hình nó mượt mà hơn nè, hay là mọi người chơi game thì nó sẽ ngon lành hơn, trơn tru hơn, và nó được thể hiện ở cái việc là tốc độ khung hình nè, hay là tốc độ di chuyển của nhân vật, hoặc là một vài cái yếu tố về cái đồ họa nữa, thì anh em có thể là cảm nhận rất là rõ khi mà chúng ta sử dụng cũng như là trải nghiệm máy. Và nó được nâng cấp lên gấp đôi so với lại những cái màn hình thông thường là 60Hz. Chính vì vậy là nó sẽ rất là trơn tru, và nhất là đối với lại những cái hiệu năng, đối với lại những cái trải nghiệm khi mà chúng ta chơi game rất là tốt. Thêm một điểm nữa đó chính là chiếc điện thoại Poco X2 nó cũng sẽ có cái phần bề ngoài với cái những cái thiết kế nó khá là bắt mắt, cũng như là chúng ta sẽ có cái tấm nền màn hình là Gorilla Glass 5. Chính vì cái tấm kính này nó sẽ giúp cho máy có cái độ cứng cáp với bền bỉ hơn khi mà chúng ta sử dụng trong một thời gian dài. Và cái điểm đặc biệt thứ hai có trên chiếc điện thoại Poco X2 này đó chính là phần camera của nó rất là ngon lành luôn. Có những cái phần về phần camera nó tốt như là Redmi K20, nhưng mà chiếc Poco X2 này nó vẫn sẽ có cái phần camera tương đối nổi trội, cũng như là có những cái mà có thể là đáp ứng đủ nhu cầu chụp hình cho các anh em. Và đối với cụm camera này, đầu tiên là chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt của nó ở nằm ở phần thiết kế, khi mà chúng được đặt trong một cái cụm tròn đồng tâm. Và cái cụm tròn này nó sẽ gọi là một cái điểm nhấn, khi mà các anh em nhìn vô thì rõ ràng chúng ta bị thu hút bởi cái phần cụm camera này đúng không, và nó cũng tạo ra cái sự khác biệt và nó sẽ giúp cho cái máy của chúng ta cảm thấy là nó hài hòa hơn. Còn đối với lại các anh em khác thì không biết là cái anh em có thích cái phần thiết kế này hay không, thì mọi người có ý kiến khác thì nhớ comment ở phía bên dưới cho Ngọc biết luôn nha. Hệ thống 4 camera này sử dụng cảm biến ảnh Sony 64MP kích thước lớn khẩu độ f1.89 cho cụm camera chính. Các camera còn lại bao gồm góc siêu rộng 80MP khẩu độ f2.2, camera siêu macro 50MP khẩu độ f2.4 và camera phân tích chiều sâu 20MP khẩu độ f2.4. Thì Xiaomi cũng đã tích hợp rất là nhiều tiện ích về phần camera chụp ảnh này cho người dùng, như là chế độ chụp tay mắt 2.0 hay là quay phim 960fps, hoặc là chúng ta có thể là quay phim dạng vlog luôn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một phần cụm camera kép 20MP và 20MP cho chiếc điện thoại của chúng ta. Và với cái độ phân giải như thế này thì camera selfie sẽ cho những cái bức ảnh có độ chi tiết sắc nét hơn, cũng như là chúng ta có thể là chụp với những cái bức ảnh nó chân thật, cũng như là chúng ta sẽ có những cái bức ảnh tốt cho chiếc điện thoại Poco X2 này. Và điểm đặc biệt đáng chú ý thứ ba đó chính là về phần hiệu năng của máy. Thì chiếc Poco X2 được đánh giá là có một cái hiệu năng khá là tốt khi mà chúng ta sử dụng con chip Snapdragon 730G. Thì đối với con chip này, tuy là nó sẽ không bằng con chip Snapdragon 765, tuy nhiên là
Với con chip này thì chúng ta vẫn có những cái trải nghiệm đủ dùng, cũng như là những cái trải nghiệm hàng ngày nè, hay là các anh em chơi game thì nó vẫn trơn tru mượt mà, không có vấn đề gì cả. Và chúng ta vẫn phải chờ đợi những cái tối ưu hóa tốt về cái hiệu năng chơi game này có trên máy. Và Ngọc nghĩ là đối với các sản phẩm của nhà Xiaomi thì họ luôn chú trọng về cái phần hiệu năng của máy, cho nên là các anh em có thể hoàn toàn yên tâm, chúng ta không cần phải đắn đo nhiều đối với phần hiệu năng của máy với lại cái thông số con chip Snapdragon 730G này. Thêm một điểm nữa là hiệu năng của máy thì cũng sẽ được đánh giá tốt hơn so với chiếc Redmi K20 từ 10 đến 15%, và máy cũng sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 10. Chúng ta cùng đi đến điểm đặc biệt thứ tư có trên chiếc điện thoại Poco X2, đó chính là phần pin viên pin châu cũng như là tốc độ sạc nhanh. Thì viên pin của chúng ta sẽ có viên pin là 4500mAh cho chúng ta một cái thời lượng khi mà chúng ta sử dụng trên chiếc điện thoại có thể là hơn một ngày, từ 1.5 ngày đến 2 ngày nếu như mà chúng ta không sử dụng nhiều, hoặc là đối với những cái tác vụ nhẹ thì nó cũng sẽ không bị hao pin quá nhiều. Và viên pin được đánh giá trên cái chiếc điện thoại Poco X2 này được đánh giá là khá là trâu, cho nên là Ngọc nghĩ là cái phần hao pin thì nó cũng sẽ ít hơn. Và chúng ta sẽ đi kèm là chúng ta sẽ có cái phần sạc nhanh là 27W. Thì đối với lại cái phần sạc nhanh 27W này, nó rất là tiện ích và hữu hiệu cho các anh em, và chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về cái thời gian khi mà chúng ta sạc chiếc điện thoại. Và các anh em có thể yên tâm là cái tốc độ sạc nó nhanh, giúp cho chúng ta sử dụng tiện ích hơn. Và điểm đặc biệt cuối cùng có trên chiếc Poco X2 đó chính là về phần mức giá của nó. Thì mức giá của nó được đánh giá là khá là tốt, và với kế nhiệm những cái truyền thống về mức giá trên những chiếc điện thoại Redmi như là Redmi K20 hay Redmi K30, thì chiếc điện thoại Poco X2 này có mức giá tầm khoảng từ 5 đến 6 triệu. Thì các bạn yên tâm đi, từ mức giá từ 5 đến 6 triệu là mức giá dự đoán. Tuy nhiên là đây là một mức giá khá là tốt cho các anh em vừa sở hữu được con máy nó khá là toàn diện, và về phần camera nè, cấu hình nè, hay là tất cả những cái điểm mà nãy giờ Ngọc đã nêu qua, thì Ngọc nghĩ là đây là một mức giá và số tiền nó xứng đáng, đáng đồng tiền khi mà các bạn bỏ ra. Và video ngày hôm nay thì Ngọc đã giới thiệu được 5 điểm đáng chú ý đáng mua trên chiếc Poco X2. Các anh em có đồng ý với lại những cái quan điểm này hay không? Nếu như không thì các anh em có thể là comment đóng góp ở phía bên dưới cho Ngọc nha. Và đừng quên nhấn like, share cùng với subscribe kênh giúp Ngọc. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.